안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với tập số 12 của cái series 999 câu tiếng Hàn thực tế. 실전 한국어 문장. Câu tiếng Hàn thực tế. Các câu này thì là những cái câu ngắn và dễ dàng để các bạn ghi nhớ và vận dụng vào trong giao tiếp hàng ngày. Chính vì vậy mà các bạn hãy học chăm chỉ và thường xuyên sử dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. 별로 안 귀여워요. 별로 안 귀여워요. 별로 안 귀여워요. Chẳng dễ thương chút nào. 별로 안 귀여워요. Chẳng dễ thương chút nào. Các bạn có từ 귀여워요, dễ thương hoặc là đáng yêu. Còn 별로, 별로 có nghĩa là hầu như hoặc là gần như. 별로 안 có nghĩa là không. 별로 안 có nghĩa là hầu như không. 귀여워요, dễ thương. Họ hiểu là gì nhỉ? Chẳng dễ thương chút nào cả. 이거 별거 아니잖아. 이거 별거 아니잖아. 이거 별거 아니잖아. Chuyện này dễ ấy mà. 이거 별거 아니잖아. Chuyện này dễ ấy mà. 이거 có nghĩa là cái này hoặc là việc này, chuyện này. 별거 có nghĩa là cái đặc biệt ý. 아니다 là không. Các bạn có là gì nhỉ? 이거 별거 아니다 mà nghĩa là gì nhỉ? Cái này hoặc là chuyện này không phải là cái gì đặc biệt. Còn 차나, 차나 có nghĩa là gì nhỉ? Mà hoặc là chẳng phải có nghĩa là gì nhỉ? Cái này chẳng phải là không đặc biệt hay sao? Hoặc là cái chuyện này chẳng phải là không có gì đặc biệt hay sao? Hoặc là cũng tương đương với nghĩa là chuyện này dễ ấy mà. Chuyện này chẳng phải là cái gì đặc biệt cả. Hoặc các bạn hiểu theo cách khác là cái chuyện này dễ ấy mà. 별거 có nghĩa là cái đặc biệt, cái điều đặc biệt ý. 아니잖아, chẳng phải, không phải là cái gì đặc biệt hay sao. 할 말이 없어요. 할 말이 없어요. 할 말이 없어요. Tôi không có gì để nói cả. 할 말이 없어요. Tôi không có gì để nói cả. Các bạn có 없어요 mà nghĩa là không có. 할 말, 할 말 có nghĩa là cái lời để nói hoặc là cái lời cần nói hoặc cái lời sẽ nói. 없어요 không có. 할 말이 없어요. Tôi không có gì để nói cả. 야 하지 마. 야 하지 마. 야 하지 마. Này, đừng làm thế chứ. 야 하지 마. Này, đừng làm thế chứ. Đây là một cái câu gì nhỉ? 야 quát có nghĩa là này, này. 하지 마. Đừng làm. Ha trong từ ha tả là làm. 지 마 mà nghĩa là đừng. 야 하지 마. Này, đừng làm thế. Hoặc là này, đừng làm thế chứ. 안 들어갔어요. 안 들어갔어요. 안 들어갔어요. Chưa đi vào hoặc là gì nhỉ? Tôi chưa đi vào đâu hoặc là vẫn chưa đi vào. 안 들어갔어요. Chưa đi vào. Các có từ 들어가다 là gốc của động từ mang nghĩa là đi vào. Còn 안 từ phủ định nếu là trước của động từ mang nghĩa là không. Còn 안 들어갔어요 mang nghĩa là đã chưa đi vào đâu hoặc là chưa đi vào. 관심 없어요. 관심 없어요. 관심 없어요. Tôi chẳng quan tâm đâu. Các bạn về cách phát âm thì các bạn sẽ phát âm là 없 và 써요. 관심 없어요. 관심 없어요. Tôi chẳng quan tâm đâu hoặc là tôi không quan tâm đâu. Các bạn có từ 관심 có nghĩa là cái sự quan tâm ấy. 없어요. Không có. Các bạn có thể nối âm lên là 관심 없어요. Tôi chẳng quan tâm đâu, hoặc là tôi không quan tâm đâu. 전 진짜 아무 소리도 안 들렸어요. 전 진짜 아무 소리도 안 들렸어요. 전 진짜 아무 소리도 안 들렸어요. Em thật sự chẳng nghe được gì cả. 전 진짜 아무 소리도 안 들렸어요. Em thật sự chẳng nghe được gì cả. 전 chính là dạng viết gọn của 저는, một từ xưng hô.
Nga khiêm tốn lịch sự, chọn em mình tớ, chính cho là thật sự. Amu soridu, sori có nghĩa là cái tiếng. Amu soridu có nghĩa là bất cứ, amu có nghĩa là bất cứ nhé, bất cứ tiếng gì cũng. An có nghĩa là không. Thứ lio style là gì nhỉ? Nghe thấy là gì nhỉ? Bất cứ cái tiếng gì thì em cũng đều không nghe thấy gì cả. Chọn chính cho amu soridu an thứ lio style. Em thật sự chẳng nghe được gì cả. 나도 한번 해보고 싶어요. 나도 한번 해보고 싶어요. 나도 한번 해보고 싶어요. Anh cũng muốn thử làm một lần xem sao. 나도 한번 해보고 싶어요. Anh cũng muốn thử một lần xem sao. Cặn có đây là gì nhỉ? 나도 là tôi cũng, anh cũng, 한번 một lần. He bu tả là gốc của động từ mang nghĩa là thử làm. Còn cô ship pho yo, cấu trúc ngữ pháp mang nghĩa là muốn gắn sau động từ. Han bon he bu cô ship pho yo, muốn làm thử một lần. 그냥 들어와요. 그냥 들어와요. 그냥 들어와요. Cứ tự nhiên vào đi, hoặc là cứ vào đi. 그냥 들어와요. Cứ vào đi. Còn có từ 들어오다 là gốc của động từ mà nghĩa là đi vào. Còn 그냥 là cứ thế vào đi, hoặc là cứ tự nhiên vào đi. Dụ nghe tiếng gõ cửa là cốc cốc cốc, thế thì cái người bên trong sẽ nói là gì nhỉ? 그냥 들어와요. Cứ tự nhiên vào đi. 언니 그런 소리 하지 마. 언니 그런 소리 하지 마. 언니 그런 소리 하지 마. Chị đừng có nói thế chứ. 언니, chị ơi, 그런 소리, cái tiếng như thế, cái lời như thế, 하지 마. Đừng có nói như thế. Bạn có ha trong từ ha tà đấy. Nó mang nghĩa là làm, trong trường hợp này bạn hiểu là mang nghĩa là nói. Tức là gì nhỉ? Đừng nói cái lời như thế. Sori có nghĩa là cái tiếng, cái lời, cái tiếng nói, cái lời nói. 그런 소리 có nghĩa là cái tiếng như thế, cái lời như thế. 하지 마 nghĩa là đừng nói như thế. 언니 그런 소리 하지 마. 서두르지 마세요. 서두르지 마세요. 서두르지 마세요. Đừng có vội. 서두르지 마세요. Đừng có vội. Còn có từ 서두르다 là vội, vội vã, gấp gáp. Còn 치마세요, dạng đôi câu đề nghị một cách lịch sự. Đừng có vội. Thông thường thì ở cái dạng suồng giã thân mật, không kính ngữ thì các bạn có thể chỉ cần nói là 서두르지마, đừng vội. Ue 그렇게 말해요? Ue 그렇게 말해요? Ue 그렇게 말해요? Sao anh lại nói thế chứ? Ue 그렇게 말해요? Có nghĩa là tại sao, hoặc là sao anh lại nói như thế? 그렇게, 그렇게 nối âm lên là gì nhỉ? Như thế. 말해요, nói. Ue 그렇게 말해요? Hoặc là ue 그렇게 말해요? Sao anh lại nói như thế? Hoặc là sao anh lại nói thế chứ? Ue 이렇게 조용하지? Ue 이렇게 조용하지? Ue 이렇게 조용하지? Sao tự nhiên lại im ắng thế chứ? Ue 이렇게 조용하지? Sao tự nhiên lại im ắng thế chứ? Ue là tại sao? 이렇게 là gì nhỉ? Như thế hoặc là thế. 조용하다, gốc của nó mang nghĩa là im ắng hoặc là yên tĩnh. Còn cái từ chi đôi câu hỏi xác nhận mang nghĩa là gì nhỉ? Chứ. Tại sao lại im lặng thế chứ? Hoặc là tại sao lại im lặng thế nhỉ? Im lặng hoặc là im ắng đều được. 잔소리 좀 그만하세요. 잔소리 좀 그만하세요. 잔소리 좀 그만하세요. Thôi càu nhàu đi. Hoặc là hãy ngừng càu nhàu đi. 잔소리 좀 그만하세요. Thôi càu nhàu đi. Bạn có từ 잔소리 có nghĩa là cái tiếng càu nhàu, tiếng làu bàu. 좀
kết hợp với từ seyo mà nghĩa là làm ơn hãy, kuman hada động từ mà nghĩa là thôi hoặc là ngừng hoặc là dừng, chán sori chôm kuman haseyo hãy thôi cầu nhau đi. 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있어요. Cũng có thể hoặc là cũng có thể như vậy. Các bạn có ở đây. Ví dụ là gì nhỉ? Có lẽ là anh ấy sẽ đến muộn đấy. Thế thì người này sẽ nói thêm là gì nhỉ? 그럴 수도 있어요. Cũng có thể như thế. 식상해요. 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 Nhàm chán quá hoặc là chán ngấy. 식상해요. Nhàm chán quá. Ví dụ là gì nhỉ? Ngày nào cũng ăn một món ăn như thế này, tôi thấy nhàm chán quá. Hoặc là bộ phim lúc nào cũng các bộ phim lúc nào cũng có một cái mô típ chung như thế này, nên là tôi thấy nhàm chán quá. 식상해요. Nó diễn tả cái sự nhàm chán, chán ngấy, cái gì đó đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần. 식상해요. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm sờ ở cái âm tiết thứ hai. 나 사실 무슨 말인지 하나도 모르겠어. 나 사실 무슨 말인지 하나도 모르겠어. Thật ra họ nói gì mình cũng chẳng hiểu gì cả. 나 사실 무슨 말인지 하나도 모르겠어. Thật ra ấy, họ nói gì mình cũng chẳng hiểu gì cả. 나 có nghĩa là mình này, 사실 thực sự, 무슨 말인지 nói gì thì 하나도 một cái, 하나 có nghĩa là một, 도 là cũng, 모르겠어 cũng không biết, 모르겠어 là gì nhỉ? Không biết gì cả hoặc là không hiểu gì. Tức là gì nhỉ? Cho dù họ có nói cái gì đi nữa thì tớ cũng một chút tớ cũng chẳng hiểu. 나 사실 무슨 말인지 하나도 모르겠어. Thật ra ấy, họ nói gì mình chẳng hiểu gì cả. 저는 뭔지 모르겠어요. 저는 뭔지 모르겠어요. 저는 뭔지 모르겠어요. Em thì nhìn chẳng biết gì cả. Em thì chẳng biết gì cả. Hoặc là gì nhỉ? Các bạn hiểu là em thì cũng chẳng biết cái gì đâu. Các bạn sẽ có đề cấu trúc là 뭔지, 뭔지 모르겠어요 mà nghĩa là không biết về cái gì. Và cụ thể đây là từ 뭐 có nghĩa là gì. Các bạn hiểu là 뭔지 chính là dạng viết của 뭐 và gắn với 뭔지 cấu trúc ngữ pháp 뭔지 모르겠어요. Các bạn hiểu là em thì không biết là cái gì cả. 저는 뭔지 모르겠어요. Em thì chẳng biết gì cả. Câu trên các bạn có là gì nhỉ? 나 사실 무슨 말인지 하나도 모르겠어. Có nghĩa là gì nhỉ? Thật ra họ nói gì mình cũng chẳng hiểu gì cả. Thực chất đây sẽ là gì nhỉ? 무슨 말 có nghĩa là cái lời gì. Gốc của nó chính là từ 이다, vị từ 이다. Các bạn bỏ 다 gắn 는지 모르겠어. Đây chính là cái cấu trúc ngữ pháp 는지 모르겠어 mà nghĩa là gì nhỉ? Không biết là cái gì. Và các bạn dịch là gì nhỉ? Tớ thực ra thì không biết là họ đang nói cái gì cả. Bên này cũng thế, tương tự các bạn cũng có danh từ, từ để họ là từ 뭐 gắn với 는지 모르겠어요. Em thì chẳng biết cái gì cả. 정신이 없어요. 정신이 없어요. 정신이 없어요. Tôi không có tinh thần. 정신이 없어요. Tôi không có tinh thần. Ví dụ là gì nhỉ? 우리 가지 놀러 가자. Chúng ta đi chơi đi. Thế thì bạn này nói là gì nhỉ? 정신이 없어요. Tôi chẳng có tinh thần gì cả. Hoặc là tôi chẳng còn cái đầu óc gì cả. Tức là không có hứng thú để đi đấy. 정신 có nghĩa là cái tinh thần, cái thần kinh đấy. 없어요 không có. Tức là không có tinh thần, không có cái hứng thú. 난 전혀 몰랐어. 난 전혀 몰랐어. 난 전혀 몰랐어. Anh cũng hoàn toàn chẳng biết gì cả. 난, 나는, tôi, anh, chị, tớ, mình, 전혀, 전혀, mà nghĩa là hoàn toàn, 몰랐어, đã không biết gì cả. Gốc của nó chính là từ 모르다. Khi các bạn chia theo đuôi quá khứ thì biến đổi thành 몰랐다 hoặc là 몰랐어, 몰랐어요. Còn gốc chính là từ 모르다, không biết. 전혀, 전혀,
là hoàn toàn. 정신이 하나도 없어. 정신이 하나도 없어. 정신이 하나도 없어. Đúng là chẳng tập trung gì cả. Đấy là một cách dịch văn hoa. Còn các bạn dịch sát nghĩa sẽ là gì nhỉ? Một chút tinh thần tôi cũng không có. 정신 là tinh thần. 없다. Khi mà các bạn chia theo đuôi câu sẽ là 없어 hoặc là 없어요. 하나도 có nghĩa là một. 하나 có nghĩa là một. 하나도 có nghĩa là một. Một cái đấy. Một cái cũng, 도 là cũng. Một cái cũng không có hoặc là một chút cũng không có. Tức là tôi không có một chút tinh thần nào cả. Hoặc là đúng là chẳng tập trung gì cả. 아무도 신경 안 써. 아무도 신경 안 써. 아무도 신경 안 써. Chẳng ai quan tâm cả. 아무도 có nghĩa là gì nhỉ? Bất cứ ai cũng. 신경 có nghĩa là cái thần kinh. Hoặc các bạn hiểu là cái sự chú ý. 신경 안 써. Gốc của nó chính là từ 신경 쓰다. Có nghĩa là gì nhỉ? Quan tâm, bận tâm. Thế thì không quan tâm hoặc là không bận tâm, các bạn có từ an hoặc là từ phủ định đến đằng trước của động từ. 신경 안 쓰다 có nghĩa là không quan tâm, không bận tâm. Còn 아무도 có nghĩa là bất cứ ai cũng, cũng không quan tâm cả. Hoặc là các bạn dịch là chẳng ai quan tâm cả. 쓰다 khi các bạn chia theo đôi yo sẽ biến đổi thành 써요. Và trong mối quan hệ thân mật xuống xã, các bạn không cần sử dụng đôi yo. 아무도 신경 안 써. Chẳng ai quan tâm cả. 너무 재미없어요. 너무 재미없어요. 너무 재미없어요. Chẳng thú vị gì cả. 너무 재미없어요. Chẳng thú vị gì cả. 재미없어요 là không thú vị, không vui, không hay. 너무 là quá, quá là không thú vị. Hoặc là quá là không hay. Hoặc các bạn dịch là gì nhỉ? Chẳng thú vị gì cả. Ví dụ 영화가 너무 재미없어요. Bộ phim không thú vị một tí nào cả. Hoặc là bộ phim chẳng thú vị gì cả. 감동이에요. 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 Cảm động quá. Các bạn có từ 감동 có nghĩa là cảm động. Trong câu nói thì đủ các bạn sẽ nói là 감동이에요. Cảm động quá ạ. Ví dụ là gì nhỉ? 친구에게서 선물 받았어요. 감동이에요. Tôi đã được nhận quà từ bạn. Cảm động quá. 생각해봐요. 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 Thử suy nghĩ xem. 생각해봐요. Thử suy nghĩ xem. Cặn có từ 생각하다 là gốc của động từ mà nghĩa là suy nghĩ. Còn các bạn sẽ có cấu trúc mà động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là ha ta biến đổi thành he kết hợp với bu ta mà nghĩa là thử làm cái gì đó. Mó co bu ta là ăn thử, còn sen ca khe bu ta là thử suy nghĩ hoặc là suy nghĩ thử. Và từ bu ta này khi các bạn chia theo đuôi yo thì biến đổi thành hòa yo. Như vậy các bạn có cái cấu trúc là a động từ chia theo đuôi a hoặc là o hoặc là ha ta biến đổi thành he gắn với bu ta mà nghĩa là thử làm cái gì đó xem sao. 아무것도 없어. 아무것도 없어. 아무것도 없어. Chẳng có gì cả. 아무것도 없어. Gấp đôi phụ âm từ lên. Các bạn hiểu là gì nhỉ? Không có cái gì cả hoặc là chẳng có gì cả. 아무것도 là gì nhỉ? Bất cứ cái gì cũng 없어. Hoặc là 없어요. Không có. Bất cứ cái gì cũng không có hoặc là gì nhỉ? Chẳng có gì cả. 좋은 생각이에요. 좋은 생각이에요. 좋은 생각이에요. Ý kiến hay hoặc là ý kiến hay đấy. 좋은 생각 có nghĩa là cái suy nghĩ hay, cái ý kiến hay. 이에요 là ví dụ ai đó nói là gì nhỉ? 날씨가 좋으니까 우리 같이 여행을 갑시다. Vì thời tiết đẹp nên chúng ta hãy đi du lịch đi. Thế thì bạn kia nói rằng 네, 좋은 생각이에요. Vâng, ý kiến hay đấy. Tức là thể hiện cái sự tán thành, khen ngợi. 모르겠어요. 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 Không biết hả? 모르겠어요. Không biết hả? Bạn có từ 모르다 là không biết. Thường trong câu khi hỏi là không biết hả, không biết à, người ta sẽ có cái từ cụm
cố định là 모르겠어요, không biết hả, hoặc là không chắc chắn biết hả. 신경 쓰지 마세요. 신경 쓰지 마세요. 신경 쓰지 마세요. Đừng quan tâm hoặc là đừng bận tâm. 신경 쓰다 có nghĩa là gì nhỉ? Quan tâm hoặc là bận tâm. Còn khi nói ai đó là đừng quan tâm, đừng bận tâm, các bạn gắn với cái cấu trúc động từ bỏ tà gắn 지 마세요, mà nghĩa là xin đừng, đừng. 틀렸어요. 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 Sai rồi, cậu sai rồi. 틀렸어요. Cậu sai rồi. Bạn có gốc của nó chính là từ 틀리다, phát âm thành âm L. 틀리다 mà nghĩa là sai, còn đã sai rồi sẽ chia thành đuôi quá khứ. 틀렸어요. 논쟁하지 마세요. 논쟁하지 마세요. 논쟁하지 마세요. Đừng cãi nhau nữa, hoặc là đừng tranh luận nữa. Còn có từ 논쟁하다 mà nghĩa là tranh luận hoặc là cãi nhau, tranh cãi. 지 마세요 mà nghĩa là đừng. 잠시만요. 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 Đợi chút ạ, hoặc là chờ chút ạ. 많이 먹어요. 많이 먹어요. 많이 먹어요. Ăn nhiều vào. 많이 먹어요. Ăn nhiều vào. 많이 có nghĩa là nhiều. 먹어요. Ăn. 많이 먹어요. Hãy ăn nhiều vào. 이유가 있어요. 이유가 있어요. 이유가 있어요. Có lý do. 이유 có nghĩa là lý do. 있어요. Có. 이유가 있어요. Có lý do. 말도 많네요. 말도 많네요. 말도 많네요. Nói nhiều quá hoặc là lắm lời quá, các bạn dùng để nhận xét về một ai đó. Khi mà các bạn thấy người ta nói nhiều quá, các bạn sẽ nói là gì nhỉ? 말도 많네요. Nói nhiều quá. 많네요. Đây là một đuôi câu cảm thán thể hiện cái sự ngạc nhiên. 말도 많다 mà nghĩa là gì nhỉ? Cũng nhiều lời. Còn 네요 là gì nhỉ? Cũng nhiều lời ghê, hoặc là nói nhiều quá, hoặc là nhiều lời quá. 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 없어요. Chẳng còn cách nào khác cả. 어쩔 수 없어요 mà nghĩa là gì nhỉ? Chẳng còn cách nào khác cả, hoặc là gì nhỉ? Không thể làm cách nào khác hơn. 용서해 주세요. 용서해 주세요. 용서해 주세요. Hãy tha thứ cho tôi. Bạn có từ 용서하다 là động từ mà nghĩa là tha thứ. Còn xin hãy tha thứ cho tôi, một câu đề nghị khẩn cầu ấy, thì các bạn có 하다 biến đổi thành 해 kết hợp với 주세요. 용서해 주세요. Hãy tha thứ cho tôi. 머리가 너무 아파요. 머리가 너무 아파요. 머리가 너무 아파요. Đau đầu quá. 머리 có nghĩa là cái đầu của chúng ta. 아파요 đau. 너무 là quá. 머리가 너무 아파요. Tôi đau đầu quá. 죽을래? 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 Muốn chết hả? Gọi nổi âm lên. 죽을래? Muốn chết hả? Một câu hỏi thách thức. Thì động từ của nó chính là từ 죽다. 죽다 là chết. Còn 을래? Một đôi câu hỏi. Muốn chết hả? Hoặc là thích chết hả? 좋겠어요. 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 Thích thế. Hoặc là tốt thật đấy. Cặn nối âm lên, phát âm thành âm khờ. Ví dụ là gì nhỉ? Tuần sau tớ sẽ đi du lịch với gia đình đấy. Thế thì bạn kia nói là wow, 좋겠어요. Wow, thích thế, hoặc là tốt thật đấy. 힘내, 빨리 달려. 힘내, 빨리 달려. Cố lên, chạy nhanh lên. 힘내, hoặc là 힘내요, cố lên nào. 빨리 달려 có nghĩa là chạy nhanh lên. Các bạn có từ 달리다 mà nghĩa là chạy. 빨리 달려요, hoặc là 빨리 달려 có nghĩa là hãy chạy nhanh lên. 달리다
힘내, 빨리 달려. Cố lên, chạy nhanh lên. Một câu khích lệ. 내 부탁 잊지 말아요. 내 부탁 잊지 말아요. 내 부탁 잊지 말아요. Đừng quên việc tôi nhờ nhé. 내 부탁 잊지 말아요. Đừng quên việc mà tôi nhờ nhé. 내 부탁 có nghĩa là cái lời nhờ vả của tôi. 내 chính là dạng viết gọn của 나 và tự ươi. Lời nhờ vả của tôi đấy. 내 부탁 có nghĩa là cái lời nhờ vả của tôi hoặc là việc mà tôi nhờ ấy. 잊지 말아요. 잊다là quên. Còn 지 말아요cũng là một đuôi câu là gì nhỉ? Mang nghĩa là đừng. 아무것도 안 하고 그냥 참니다. 아무것도 안 하고 그냥 참니다. 아무것도 안 하고 그냥 참니다. Chẳng làm gì cả mà chỉ đi ngủ thôi. 아무것도 là bất cứ gì, bất cứ cái gì cũng. 안 하다 là không làm. 안 có nghĩa là không. 고 là gì nhỉ? Và 그냥 là cứ thế. 참니다 cứ thế ngủ thôi. Động từ này là từ 차다. Tại vì tôi chẳng làm gì cả và cứ thế đi ngủ thôi. 아무것도 안 하고 그냥 참니다. Cái từ 고 dùng để nối hai cái động từ xảy ra kế tiếp nhau. 하루는 너무 무척해요. 하루는 너무 무척해요. 하루는 너무 무척해요. Một ngày quá thiếu hoặc là gì nhỉ? Một ngày là không đủ. 하루 một ngày. 너무 là quá. 무척해요. 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 Nối âm lên mà nghĩa là thiếu. Một ngày là quá thiếu đấy hoặc là gì nhỉ? Một ngày là không đủ. 가까이 와서 말씀해 주세요. 가까이 와서 말씀해 주세요. Đến gần rồi, nói đi. 가까이 와서 말씀해 주세요. Đến gần nói đi. 가까이 có nghĩa là gần. 가까이 오다 mà nghĩa là đến gần hoặc là lại gần. Các bạn sẽ có cấu trúc diễn tả hai cái hành động mà xảy ra kế tiếp nhau. Đó là động từ các bạn chia theo đuôi A hoặc là O hoặc là ha tả biến đổi thành he gắn với từ so. Trong trường hợp này thì động từ ô tả các bạn sẽ chia thành quà so. Đến gần rồi, 말씀해 주세요. Làm ơn hãy nói. Tức là gì nhỉ? Làm ơn hãy đến gần rồi nói đi ạ. 안 들려요. 안 들려요. 안 들려요. 안 들려요. Không nghe thấy gì cả. 안 들려요. Không nghe thấy gì cả. Gọi có 들리다 mang nghĩa là gì nhỉ? Nghe thấy. Thế thì không nghe thấy thì các bạn sẽ có từ an là từ phủ định đứng đằng trước của động từ. 안 들려요. Không nghe thấy cái gì. 오늘도 힘들었다. 오늘도 힘들었다. 오늘도 힘들었다. Hôm nay cũng mệt quá đi. 오늘 hôm nay. 도 là cũng. 오늘도 hôm nay cũng. 힘들었다 cũng đã rất là mệt. 오늘뭐해? 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 Hôm nay cậu làm gì? Hoặc là 오늘뭐해요? 농담이에요. 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 Đùa thôi mà. 농담 có nghĩa là cái sự đùa cợt. 농담이에요 có nghĩa là đùa thôi mà. Tớ đùa thôi. 원래그렇지는 않았어요. 원래그렇지는 않았어요. 원래그렇지는 않았어요. Vốn không phải thế đâu, hoặc là vốn dĩ không phải như thế đâu. 원래 có nghĩa là vốn hoặc là vốn dĩ, các bạn cần biến âm khi phát âm. 원래 그렇지 phát âm âm hờ và âm chờ, đây khi gặp nhau các bạn phát thành âm chờ bật hơi. 원래 그렇지는안았어요. Hoặc là 그렇지안았어요, bỏ 는 đi cũng được, có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn có 지안았어요 mà nghĩa là không phải. 그렇다 là như thế. 원래 그렇지는 않았어요.
vốn dĩ không phải như thế đâu, hoặc là vốn không phải thế đâu. Vừa rồi là 50 câu ngắn, các bạn hãy cố gắng học chăm chỉ nhé. Mình thì mình đã chia sẻ rất là nhiều những video về các câu ngắn, và thực sự là những cái câu ngắn này rất là giúp ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn giao tiếp. Các bạn chưa cần phải nói những câu dài, mình vẫn nhắc lại như thế. Hãy cố gắng nói những cái câu ngắn nhưng mà chính xác, hơn là các bạn cố gắng nói những câu dài nhưng mà nó sai ngữ pháp tùm lum. Hãy nói chuẩn từ những cái câu đơn giản nhất. Chúc các bạn sẽ giao tiếp thật là thành thạo qua những cái chia sẻ trên kênh Hàn Quốc Sara. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. 여러분, 다음에 또 만나요.